Đức Phật dạy rằng khổ nạn của con người thường bắt nguồn từ tham, sân, si. Vì vậy, để sống hạnh phúc, bạn nên buông bỏ bớt ham muốn của bản thân và chấp nhận sự bất toàn là một phần tất yếu của con người. Nhiều người luôn muốn trở nên hoàn hảo hơn và nghĩ rằng sự hoàn hảo sẽ đem lại hạnh phúc. Nhưng sự thật là ta vẫn có thể hạnh phúc dù không hoàn hảo. Chuyện kể rằng ngày xưa có một hình tròn rất tự hào về thân hình hoàn hảo đến từng mm của mình. Một sáng nọ thức dậy, nó bỗng giật mình khi thấy mình đã mất một góc lớn hình tam giác. Quá buồn bực, hình tròn quyết định khăn gói lên đường đi tìm mảnh vỡ đã bị mất. Vì không còn hoàn hảo nữa nên nó lăn rất chậm chạp. Trên hành trình của mình, từ chỗ buồn bã vì mình không còn hoàn hảo, nó dần chuyển sang khoan khoái đón ánh nắng ấm áp, lắng nghe tiếng chim hót trên những cành cây. Nó ngợi khen những bông hoa đang khoe sắc tỏa hương bên vệ đường. Nó thủ thỉ tâm tình cùng sâu bọ. Nó đã được thấy rất nhiều chuyện hay ho. Nó đã tìm được rất nhiều mảnh vỡ, nhưng chưa có mảnh nào thật sự vừa vặn với nó cả. Thế là nó lại tiếp tục đi tìm. Trải qua nhiều ngày nhiều tháng, một ngày kia, vòng tròn tìm được một mảnh ghép hoàn toàn vừa khít với mình. Nó sướng rung. Bây giờ nó lại hoàn hảo như xưa rồi. Nó ghép mảnh vỡ kia vào rồi lăn đi. Nhưng ơ kìa, sao nó lăn nhanh thế? Nhanh đến nỗi các bông hoa bên đường nhòe đi trong mắt nó. Tiếng chuyện trò của sâu bọ bị bạc đi trong gió. Vòng tròn nhận ra thế giới xung quanh nó đã trở nên khác hẳn khi nó lăn quá nhanh. Nó bèn dừng lại, đặt mảnh vỡ bên đường, rồi tiếp tục chậm chậm lăn đi với thân hình không còn hoàn hảo. Bài học mà hình tròn này tặng cho tất cả chúng ta chính là ta không cần phải trở nên hoàn hảo mới cảm thấy hạnh phúc. Bởi nếu thứ bạn cần là tiền thì tất cả những gì bạn nhận được chỉ là tiền, không hơn. Còn hạnh phúc lại là một cảm nhận hoàn toàn chủ quan, được thể hiện qua sự hài lòng với cuộc sống, cách bạn cảm nhận về mọi thứ xung quanh, sự thanh thản, bình yên trong tâm hồn, chứ không nhất thiết phải liên quan đến tiền bạc, vật chất. Nực cười dạo ấy ai vua, nhón chân cao để hơn thua sự đời. Đâu hay kiếp sống tuyệt vời, vi vu tiếng sáo bên trời mặc nhiên. Làm người nói dễ cũng không dễ. Chẳng dễ gì lay động hàng ngàn trái tim theo điều hay lẽ phải, hoặc quản lý miệng lưỡi thiên hạ. Làm người nói khó cũng không quá khó. Chỉ cần giữ tấm lòng lương thiện, là một người hiền lành, rồi đi con đường của mình, thế là đủ. Bất luận bạn sống tốt thế nào, cũng sẽ có người khen kẻ chê. Bất luận bạn thành công ra sao, cũng sẽ có người bình phẩm tốt, xấu. Hoa có trăm dáng nghìn kiểu, nhưng vẫn có thể khoe sắc tỏa hương mà không bị ngăn ngại. Ở đời, mỗi người có một phong cách sống, sao không nâng đỡ nhau cùng đi lên, mà cứ chăm chăm hạ thấp, dìm nhau xuống, rồi để được gì? Đúng sai, phải trái, tốt xấu là do góc nhìn khác nhau của con người. Điều quan trọng không phải là nhất định sang bằng những dị biệt, mà là giữa những dị biệt đó ta sang bằng được sự hơn thua, đố kỵ, cố chấp trong chính cõi lòng của ta. Bẩm sinh mắt lòng ta sáng, hôm nào kiêu mạn hóa mù. Khuyết điểm đời mình đâu thấy, chuyện người rõ suốt thiên thu. Tìm ta một cội nghỉ chân, giữa chan chát nắng, giữa tầm tã mưa. Ngược dòng sinh tử xô đưa, tìm ta một cội để vừa đủ che. Lối quen khập khiễng đi về, gót chân đã mỏi, đam mê đã trùng. Ta từ vô thỉ mịt mùng,
bước chưa ra khỏi một vùng nhân duyên. Tìm ta một cội chân nguyên, vào nương bỗng mất, nhập miền vô ưu. Một trong nhiều nỗi khổ tâm của con người khi sống giữa đời này là đòi hỏi sự tuyệt đối ở nơi hành xử của người khác dành cho ta. Khi ta biết chấp nhận sự tương đối từ những người khác, thì những hạnh phúc sẽ có mặt trong tầm tay và tận hưởng ngay phút giây hiện tại. Khi ta biết chấp nhận sự tương đối, lòng ta sẽ thêm độ lượng, tin yêu con người và cuộc đời, bớt bất mãn và thất vọng. Thật ra, nền tảng cuộc sống này chính là sự hỗ tương giữa người này và người kia, giữa cái này và cái kia, giữa thế giới này và thế giới kia, giữa đời này và đời kia. Không ai sống mà không chết, cũng không có cái gì chết mà không tái diễn trở lại dưới hình thức này hoặc dưới hình thức khác. Vì sống là hỗ tương nên cuộc sống là tương đối. Cho nên ở đời không ai có thể sống hoàn toàn độc lập, cũng không ai là hoàn hảo tuyệt đối. Sống tuyệt đối là sống mà không chết, hay chết mà không còn tiếp tục luân chuyển tái sinh. Sống tuyệt đối là sống không có một chút lỗi lầm. Điều này chỉ có thánh nhân thì may ra có thể. Nếu bạn lắng đi cái tâm thành kiến mà nhìn kỹ vào những người mà bạn đang thù ghét nhất, bạn sẽ phát giác một điều thú vị rằng ở nơi họ vẫn đang tiềm tàng những cái thật dễ thương. Thế nên, phải chăng sự dễ ghét ở nơi những người bạn đang thù ghét ấy chỉ là những cái dễ ghét tương đối mà thôi? Và khi bạn quan sát khách quan những người bạn đang yêu thương, trân trọng nhất, bạn sẽ thấy ngay rằng họ cũng có những sơ suất, lỗi lầm, có nhiều điểm không hoàn hảo. Thế nên, phải chăng những điểm dễ thương ở nơi những người bạn đang quý trọng ấy cũng chỉ là sự dễ thương tương đối mà thôi? Khi biết đời không có chi hoàn toàn tuyệt đối, ta sẽ không thù ghét thầm tệ quá đáng những người ta cảm thấy không dễ thương. Khi biết đời không có chi hoàn toàn tuyệt đối, ta sẽ buông bỏ và thoát ra được những nhiệt tình mê muội, những cư xử cảm tính theo kiểu khi thương cụ ấu cũng tròn. Nói tóm lại, khi ta có cái nhìn khách quan vào thực tại, ta sẽ có những cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc với những quan điểm, với những người dễ thương hay không dễ thương. Xưa nay, con người thường tự động giam hãm mình trong ngục tù của thương và ghét, của những sự tuyệt đối do con người tự tạo dựng. Ta không tuyệt đối, nhưng ta lại muốn mọi điều chung quanh phải tuyệt đối, và đó là lý do khiến ta khổ. Một khi bạn đã ngộ ra điều này, xin hỏi bạn rằng, ai là người có thể giúp bạn sống hạnh phúc hơn, tư duy tích cực hơn và hành xử khách quan hơn? Chỉ một người duy nhất là ai? Đó chính là bạn. Nếu thường tâm niệm đời không có chi hoàn toàn tuyệt đối, ta sẽ cảm thấy dễ dàng và dễ chịu trong mọi mối tương giao. Hạnh phúc chỉ bắt đầu nảy nở khi ta biết chuyển đổi cái nhìn từ nội tại. Hạnh phúc chỉ đến khi lòng ta thực sự mở cửa mà thôi. Đời không chi tuyệt đối, hãy làm mới cách nhìn. Khi tâm hồn thay đổi, hoàng hôn hóa bình minh. Một mảnh hồn nho nhỏ như mây hoài lang thang, chẳng khi nào dừng lại, sống lạc loài hoang mang. Hồn âu lo thấp thỏm trên vạn nẻo đường đời, niềm vui nằm phía trước, cỏ xanh bên kia đồi. Hoa từng ngày tươi nở, nhưng đời không nụ cười, mỗi ngày hoài trăn trở, hạnh phúc nào xa xôi. Một hôm hồn an tịnh, quay trở về với thân, thở vào ra dừng lại, nghe đời vui trong ngẩn. Thì ra chân hạnh phúc nằm ngay trong cõi lòng, bình yên và sâu lắng,
chan hòa cùng mênh mông. Một mảnh hồn du thủ vừa tìm thấy quê nhà, tại nơi này đã đủ dứt thăng trầm xót xa. Trong kinh A Hàm, Đức Phật dạy: người làm thiện cũng giống như mặt trăng, người làm ác cũng giống như mặt trăng. Vì sao vậy? Vì người làm thiện giống mặt trăng từ mùng một đến rằm, ngày càng sáng tỏ thêm lên. Còn người làm ác giống như mặt trăng từ ngày rằm đến đêm 30, ngày càng khuất lụi dần vào bóng tối. Ai mang thân người tức đều có phước phần nhất định, giống một mặt trăng đang sáng với phước đức tương ứng có được. Nếu ta không biết vun bồi thêm phước đức ấy mà lại tạo thêm bao nhiêu nghiệp không tốt, thì ta sẽ như mặt trăng từ ngày rằm đến đêm 30, lụi dần vào bóng tối. Như vậy thật đáng buồn phải không? Còn nếu ta biết nâng niu trân quý mặt trăng đang sáng của mình, làm cho phước lành của mình ngày càng tăng trưởng, thì ta sẽ giống như mặt trăng từ mùng một đến ngày rằm, ngày càng sáng tỏ hơn. Như vậy thật đáng quý phải không? Người ơi, mở cánh cửa lòng để cho trời đất mênh mông hiện vào. Mỗi bình minh đến ngọt ngào, an lành trên mỗi tế bào thân tâm. Ai ơi, tỉnh thức lặng thầm phút giây hơn cả nghìn năm mê mờ, nhìn đời ánh mắt trẻ thơ, lòng không biên giới chạm bờ yêu thương. Hay chăng đời đó hạt sương được thua chỉ cũng vô thường cuốn trôi. Buông đi một lúc riêng ngồi ngắm vần hồng rạng bên trời hạo nhiên. Trăm năm rộn rã ưu phiền, biết chân hạnh phúc bình yên tại lòng. Ai về gạn đục khơi trong, sẽ nghe từ ái bên lòng nở hoa. Sẽ thương yêu cõi ta bà, vòng tay ôm trọn hằng sa hữu tình. Vì rằng muôn vạn hàm linh chung cùng bản thể giống mình khác chi. Khi hồn mê muội vỡ đi, nghìn năm giọt nước trở về đại dương. Ai hay giữa chốn vô thường, một cành sen nở miên trường thảnh thơi. Dừng chân xuôi ngược giữa đời, lặng nghe tâm lượng đất trời chẳng hay. Khi đời một đóa tâm khai, càng khôn là giấc mộng dài chẳng qua. Ân cần chấp lại tay hoa, ca cùng sinh tử bài ca chân thường. Trong thế gian này, những việc thấy vậy mà không phải vậy nhiều lắm lắm. Chứng kiến chỉ có nghĩa là nhìn thấy, nhìn thấy không có nghĩa là nhìn rõ, nhìn rõ không có nghĩa là hiểu được, hiểu được không có nghĩa là hiểu rõ, hiểu rõ không có nghĩa là đã thông suốt hết mọi vấn đề. Mọi thứ chúng ta nghe chỉ là ý niệm, chưa phải là thực tại. Mọi thứ chúng ta thấy thường nhuộm màu quan điểm cá nhân, chưa chắc là sự thật. Người biết nghi ngờ chính cái thấy, cái nghe của mình thường sẽ thận trọng trong mọi hành xử giữa cuộc đời. Khi rèn được thói quen không vội vàng kết luận, khen, chê, bình phẩm tốt xấu bất kỳ ai, thì ta sẽ bớt đi những lần xấu hổ lúng túng vì lỡ lời. Giữa người với nhau chỉ có một sự khác biệt rất nhỏ, nhưng chính sự khác biệt nhỏ ấy sẽ quyết định con người thất bại hay thành công, đau khổ hay hạnh phúc. Sự khác biệt đó chính là tâm lượng và thái độ sống. Có lần Đức Phật dạy rằng loài người được chia làm hai hạng. Một hạng như cái giếng nước ở ngã tư đường cho muôn người sử dụng. Một hạng như cái giếng nước nằm trong rừng sâu, hiếm ai dùng được. Hạnh phúc thay nếu bạn được người khác lợi dụng. Điều đó chứng tỏ rằng bạn có giá trị nên người khác mới trông mong, nhờ cậy.
Thế thì ta không nên sợ bị người đời lợi dụng, chỉ sợ lòng mình hẹp chẳng ai dám cậy nhờ. Tâm ta giống như một con đường, ta càng tính toán, càng lắm mưu nhiều kế thì con đường ấy càng cục. Đường rộng không bằng tâm rộng, tâm rộng một tấc, đường rộng một trường. Nhà rộng chẳng bằng tâm rộng, mệnh tốt không bằng tâm tốt. Lùi hùi nơi cõi ta bà, giật mình ngó sực đã già không hay. Nhát trông đã quá một ngày, năm qua tháng lại hết ngay một đời. Chỉ toàn lo việc trời ơi, chỉ xây đắp chuyện nước trôi qua cầu. Thình lình nhận được thơ sầu, nội ngày mai có lệnh chầu Diêm La. Ông ơi nán lại cho mà, con còn vài việc thiết tha chưa làm. Tử thần lạnh lẽo hất hàm, theo ta ngươi chớ càm ràm uổng công. Biết không xong đứng khóc ròng, trách mình đã sống lông bông một đời. Thế là nhắm mắt chân xuôi, rứa là bị nghiệp dắt lôi sáu đường. Chỉ vì lúc sống xem thường, thời gian lưỡi búa có nhường nhịn ai. Sống này rồi lại chết mai, đời phù du vẫn miệt mài muốn tham. Chết rồi thành bụi thành than, hồn trầm luẩn quẩn trần gian kiếp đời. Ai còn mặc chiếc áo người, việc gì quan trọng tức thời ưu tiên. Diêm Vương hổng nhận đúc tiền, muốn tránh mặt ổng hãy liền tỉnh tu. Có khi nào bạn tự hỏi, ta đang sống hay chỉ đang tồn tại? Tồn tại là sống như một cỗ máy được lập trình, còn sống là cảm nhận ý nghĩa của sự sống từ những điều rất nhỏ. Có những điều đơn giản trong cuộc sống ta đã vô tình quên mất. Chỉ cần dừng lại một phút để suy ngẫm, ta sẽ thấy những điều ấy ý nghĩa như thế nào. Hãy dừng lại một phút để lắng nghe hơi thở của thiên nhiên. Hơi thở đó có thể là tiếng mưa rả rích, là những tia nắng ấm áp, tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc khi gió ngang qua. Hãy dừng lại một phút để nghĩ về những điều bạn đã làm được và chưa làm được. Hãy dừng lại một phút để nói chuyện với những người bạn cũ. Những giây phút trò chuyện ngắn ngủi ấy có thể làm ấm thêm trái tim của chính bạn. Hãy dừng lại một phút để quan sát lũ trẻ nô đùa, có phải chúng thật hồn nhiên không? Hãy dừng lại một phút để xem cuộc sống đang dần đổi mới xung quanh ta. Hãy dừng lại một phút để nhớ về những người bạn yêu thương, để ý thức rằng họ quan trọng với bạn như thế nào. Nhiều người trong chúng ta chỉ nhận ra sự quan trọng của những người ta thương khi họ đã đi xa mãi mãi. Hãy dừng lại một phút để ngẫm về việc thời gian không bao giờ trở lại. Và đừng quên dừng lại một phút để trở về với chính mình. Có một câu chuyện như thế này. Trước đây, có một ông nhà giàu gia tài ức vạn, nhưng mỗi ngày những chuyện khiến ông phiền não cũng nhiều như khối tài sản ấy. Hàng xóm sát vách của ông là hai vợ chồng xây đậu phụ. Từng có câu ngạn ngữ đại ý rằng ba nghề nghiệt ngã nhất trong đời chính là nghề nguội, chống thuyền và xây đậu phụ. Nhưng hai vợ chồng xây đậu phụ này lại sống và làm việc rất vui vẻ. Mỗi ngày tiếng họ ca hát cười đùa không ngừng truyền đến tai ông nhà giàu từ sáng đến tối. Một hôm bà vợ của ông nhà giàu hỏi chồng: chúng ta có nhiều tiền như vậy nhưng không hiểu sao lại không được vui vẻ như hai vợ chồng xe đậu phụ nhà hàng xóm ha. Ông nhà giàu nói: tôi sẽ làm cho họ ngày mai có muốn cười cũng không cười được nữa. Đến đêm khuya, ông nhà giàu liệng một thỏi vàng ròng sang phía bên sân nhà hàng xóm. Ngày hôm sau, phía hàng xóm quả nhiên im lặng, không có chút động tĩnh gì. Hóa ra họ đang bận tính kế với thỏi vàng ròng từ trên trời rơi xuống.
Hai người cảm thấy mình đã phát tài rồi. Cái việc xây đậu phụ vừa khổ vừa mệt này từ nay không cần phải làm nữa. Nhưng nếu dùng thỏi vàng này làm ăn, chẳng may thua lỗ thì phải làm sao? Còn nếu không làm ăn gì cả thì thế nào thỏi vàng này cũng mau chóng hết. Người chồng còn phân vân rằng nếu việc làm ăn ngày càng phát đạt thì nên cưới cô vợ bé trẻ đẹp hay nên thôi luôn bà vợ già thô kệch này. Người vợ thì đang nghĩ, nếu sớm biết có ngày mình phát tài thì ngày xưa đã không cưới gã xây đậu phụ đáng ghét này. Mới hôm qua hai vợ chồng còn vui vẻ hạnh phúc biết bao, mà hôm nay đã không còn tâm trạng nào để nói cười với nhau nữa. Nỗi buồn phiền đã bắt đầu xâm chiếm hết tâm tư của họ. Điều khiến cho hai vợ chồng càng đau khổ hơn là tại sao ông trời lại không rơi xuống thêm mấy thỏi vàng nữa để họ có thể thực hiện ngay mọi suy tính trong đầu. Câu chuyện này giúp ta nhận ra rằng cuộc sống vốn không có phiền não. Nhưng khi ngọn lửa dục vọng được đốt lên, phiền não sẽ lần lượt kéo đến gõ cửa lòng ta. Cuộc sống vốn không có đau khổ, nhưng khi ta bắt đầu suy tính thiệt hơn, lòng tham sẽ bắt đầu trỗi dậy, đau khổ sẽ lần lượt kéo đến quấn chặt lấy thân ta. Đến phút cuối cùng, người có thể cứu vớt chúng ta ra khỏi khổ đau chẳng ai khác ngoài chính chúng ta. Đời người có quá nhiều gánh nặng, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn muốn gánh lấy gánh nào, muốn bỏ xuống gánh nào. Cách duy nhất để thoát khỏi vướng mắc của ác mộng, phiền não chính là thức tỉnh. Cách duy nhất để quên đi mọi bất hạnh của đời người chính là buông xuống. Có người đứng giữa đôi bờ, bao lần tự hỏi biết giờ về đâu. Quay qua ngó lại bạc đầu, ngập ngừng bịn rịn chìm sâu giữa đời. Đôi dòng kẻ ngược người xuôi, đôi bờ lận đận tới lui muộn phiền. Tay này muốn vịn cửa thiền, tay kia dệt mộng trần duyên xa đà. Lên rừng nhớ tưởng phồn hoa, ngồi nơi phố mộng trăng ngà đầu non. Lắm khi gối mỏi chân mòn, mà hồn chưa mỏi đời còn say mê. Mắt vừa hướng tới nẻo mây, vội che khuất bởi bàn tay nhân tình. Dùng dặn trong chốn tử sinh, khi ni lúc nọ hỏi mình về mô. Dưới lòng nôi một nắm mộ, biết rồi sao vẫn lững lơ nẻo về. Cây si với cội bồ đề, nghiêng đôi bóng đổ nặng nề cõi đêm. Chợt vô thường đến gọi tên, chỉ còn dư lệ trên miền ăn năn. Xưa kia nếu chẳng dùng dằn, biết đâu thoát cuộc nhọc nhằn tử sinh. Trầm luân vì nợ thế tình, mong manh hồn nhỏ gặp ghềnh sông mê. Nguyên tắc làm người. Làm người, tiền bạc ít một chút cũng được, nhưng đừng để ý chí nghèo hèn. Đừng vì thiếu tiền mà tầm nhìn hạn hẹp. Dù không thể đạt đến vinh quang thì cũng nên làm một người hữu dụng. Làm người, ngoại hình có thể không bắt mắt, nhưng đừng để nội tâm xấu xí. Nhân từ lương thiện không phụ thuộc bề ngoài, mà xuất phát từ bên trong tâm hồn. Làm người, hình thể thấp bé một chút cũng được, nhưng đừng để tấm lòng nhỏ nhen. Thế gian chẳng ai thích những kẻ tâm địa hẹp hòi. Dù vai nhỏ lưng gầy, nhưng tấm lòng nhân hậu vẫn an ủi sự ấm được vô số người. Làm người, thể trạng gầy yếu một chút cũng được, nhưng đừng để tinh thần nhu nhược. Những người nhu nhược thường hay bi quan và tự ti, cho nên nhất định phải luyện lấy tinh thần dũng cảm, có chủ kiến và tự tin. Làm người, tai mắt chậm chạp một chút cũng được, nhưng không được để tâm trí mê muội. Luôn nhắc mình giữ lấy tâm sáng trí thông để nhìn xa trông rộng. Làm người, nhẫn tâm một chút cũng được, nhưng nhất định đừng quá ngang tàn để giả tâm biến mình thành ác quỷ. Nếu không, bạn không vào địa ngục thì ai vào? Làm người,
thông minh một chút cũng được, nhưng nhất định đừng tự cho mình là kiệt xuất, còn người đời đều là kẻ ngốc. Nếu không, thế giới này chỉ có một kẻ ngu ngơ là bạn. Làm người lười biếng một chút thì được, nhưng đừng bao giờ là một kẻ suốt ngày biếng nhác. Việc cần làm thì nên cố gắng làm cho trọn vẹn, nên có tâm cống hiến một chút, nếu không muốn làm ký sinh trùng đeo bám xã hội. Làm người tiết kiệm một chút thì được, nhưng đừng quá toan tính vì tiền bạc. Nếu không, bạn sẽ có thói quen đánh giá người khác qua đồng tiền, sớm muộn gì cũng thành nô lệ cho nó. Làm người khoan dung một chút thì tốt, nhưng đừng để người khác xem thường, lợi dụng sự khoan dung của mình mà tiếp tục phạm lỗi. Dù thế nào cũng nên giữ lấy quy tắc và sự tự tôn riêng. Làm người khổ cực một chút cũng được, nhưng đừng để nỗi khổ kéo dài không phương giải thoát. Phải học cách vươn lên. Nuôi dưỡng thiện tâm. Trong các mối quan hệ hàng ngày, mọi thứ đều có nhân duyên nhất định của nó. Giữa người với người, nếu bạn xem người ta là Bồ Tát, họ sẽ là những con người thánh thiện. Nếu bạn nhìn người khác như ác quỷ, họ sẽ thành những nhân vật đáng sợ. Cũng giống như việc soi gương, nếu nhoẻn miệng mỉm cười, bạn sẽ nhận được một gương mặt vui vẻ. Còn như chau mày ủ rũ, bạn sẽ thấy một vẻ mặt bi thương. Giữa bạn bè với nhau cũng vậy, nếu bạn đối xử tôn trọng nể vì, họ sẽ ứng đáp nhẹ nhàng lịch sự. Bằng như khinh lờn quát tháo, sẽ nhận lấy sự bất mãn xem thường. Cho nên trong cuộc sống, đối xử với bạn bè nên chân thành, đối xử với người thân nên tình nghĩa, đối xử với người thương cần bao dung, đối xử với kẻ thù cần tha thứ. Nếu luôn giữ tâm niệm thiện lành ứng xử với mọi người, dần dần họ sẽ cảm nhận và có những hồi đáp tương ứng. Trong lòng chất chứa những điều tốt đẹp, chất lượng cuộc sống cũng theo đó mà được nâng cao. Tướng từ tâm sanh, cảnh tùy tâm đổi. Sự lương thiện trong lòng đủ lớn sẽ hiện ra ngoài mặt, rồi lan tỏa đến chung quanh, dẫn đến những kết quả ngọt lành. Ứng xử trong đời. Một người tính khí nóng nảy, miệng mồm độc địa, dù tâm địa tốt đến đâu cũng sẽ khiến người khác e ngại mà lánh xa. Nên dù có đủ lý lẽ cũng nên nhẹ nhàng một chút. Lý cần thẳng, nhưng khí nên hòa. Một lần tha thứ là một lần tạo phúc. Lòng càng rộng thì phúc sẽ càng lớn. Khi muốn phê bình người khác, trước nên xét lại mình đã hoàn thiện hay còn lỗi lầm nào không, rồi hãy nói. Gặp việc, nói nhiều không bằng nói ít, nói ít không bằng nói đúng lúc. Đừng quá khắt khe với người lầm lỡ, nhưng hãy tránh xa những kẻ không chịu chấp nhận và sửa đổi sai lầm. Nên nhớ, nhường nhịn lần thứ nhất là độ lượng, lần hai là bao dung, nhưng lần thứ ba sẽ biến thành nhu nhược. Đừng ngại việc nhiều, chỉ e nhiều chuyện. Bận rộn sẽ tránh được thị phi, còn quá rảnh rỗi sẽ không có niềm vui ý nghĩa. Không sợ bị người đâm sau lưng, chỉ lo khi quay đầu lại nhìn thấy kẻ mình từng đối xử bằng cả tấm chân tình. Không ngại trải lòng với bè bạn, chỉ e vừa quay lưng đi liền bị biến thành chuyện cười trong cuộc hàn huyên của kẻ khác. Bạn cho rằng hành vi cao nhất của giao tiếp là gì? Chính là đối với người dù gần gũi, thân thiết nhất, vẫn giữ thái độ tôn trọng và kiên nhẫn. Biết cách hóa giải muộn phiền là trí tuệ, có thể chia sẻ thương yêu chính là hạnh phúc. Chỉ cần nhớ rằng, sáng nhất là mặt trời, có ơn lớn nhất là cha mẹ. Quân tử thì rộng lượng, tiểu nhân thường hay tính toán. Bạn sẽ có cách ứng xử phù hợp trong cuộc đời.
giữ lại chút lòng thành. Soi mói lỗi lầm kẻ khác, chính mình đã không tốt. Trách móc sự thiếu sót của người, tự thân đã là điều không hay. Dùng tâm lượng bản thân đánh giá người khác thì không ai là hoàn thiện. Rắp tâm đẩy đối thủ vào đường cùng, không thể khiến họ đi vào tuyệt lộ mà chỉ hại mình hết đường rút lui. Chầm chầm dòm ngó chuyện tốt xấu thiên hạ, không thể khiến ai mất mát điều gì, mà chỉ làm bản thân không còn thời gian ngẩng đầu nhìn trời cao đất rộng. Người quá độc đoán sẽ không có bạn bè, lòng quá ích kỷ chỉ khiến mình mỏi mệt. Chỉ có tình thương mới tạo ra nghĩa tình, mới có thể bao dung được cả thế giới. Lúc có thời gian nên ngồi yên phản tỉnh lỗi lầm, khi rảnh rỗi đừng bình luận chuyện tốt xấu thiên hạ. Lời nói dù không trực tiếp hại thân, nhưng rất dễ gây tổn đức. Nghiệp ác của miệng không gì lớn hơn tội vu khống, nên thận trọng mở lời, tránh nói những chuyện không có. Dù đùa giỡn cũng nên có chừng mực. Tố cáo người cũng đừng nên nói tận, giữ lại chút khẩu đức. Trách mắng người nhớ đừng quá cay nghiệt, giữ lại chút độ lượng. Dù có lý cũng đừng truy đến đường cùng, giữ lại chút khoan dung. Xử lý việc đừng làm quá gay gắt, giữ lại một đường lui. Chấp nhận người khác là mở ra cơ hội cho mình. Cảm thông với xung quanh mới giúp bản thân trở nên rộng lượng. Một người khoan dung là bởi biết dùng trái tim thiện lành đối xử với cuộc đời. Một người có tố chất là do luôn đem lòng tôn trọng ứng đối với kẻ khác. Một người có tu dưỡng thể hiện qua thái độ ôn hòa với mọi người và việc. Biết nghĩ đến người khác mới đáng được mọi người quan tâm. Có tôn trọng đối phương thì mới được cuộc đời trân trọng. Dùng tâm thái nhẹ nhàng đối xử với tất cả thì lòng mình tự nhiên cũng trở nên thư thái. Không tranh, không giành sẽ không lo, không sợ. Khù khờ. Con người rất đơn giản mà cũng rất đáng sợ. Một tấm lòng lương thiện có thể bao dung hết mọi việc, một trái tim độc ác có thể hãm hại vô số người. Làm người quá tinh quái thì kẻ khác lánh xa. Làm việc quá khắt khe dễ khiến người oán thán. Gặp chuyện gì cũng quyết đấu đến cùng, có chút lợi thế thì cố tranh cho bằng hết. Cuối cùng cái mất đi là lòng người, và bản thân cũng trở nên hèn hạ. Cho nên khi đối diện với tiền tài lợi ích, nên khù khờ một chút để không mất hòa khí. Gặp chuyện tính toán nghĩa ân, biết khù khờ một chút sẽ không thẹn với lòng. Lúc tranh danh đoạt lợi, hãy khù khờ một chút để không mệt đầu óc. Nhận tin đồn thất thiệt, cần khù khờ một chút để không nhọc lỗ tai. Con người không ai là hoàn mỹ, mỗi cá nhân có một phong cách khác nhau. Mặc dù có kẻ ngưỡng mộ, có người đố kỵ hay ai đó không cam lòng, nhưng trong sâu thẳm mỗi người đều hy vọng mình không vướng vào những thị phi giành giật. Người thật sự có trí sẽ không sống quá khôn ranh, suốt ngày mưu toan các kiểu. Họ sẽ khù khờ một chút để giữ sự lương thiện và tránh xa những đấu tranh không có ngày kết thúc. Cuộc đời ngắn ngủi, biết vừa lòng thỏa chí mới thông dong. Cuộc sống bộn bề, biết khù khờ một chút sẽ tự tại. Cứ sống và thương trọn một giờ, vì đời thoáng chốc đã hư vô. Âu lo toan tính lòng thêm nặng, lặng ngắm thu vàng bao lá thơ. Cứ sống và thương trọn một ngày, ánh nhìn độ lượng khắp quanh đây. Những điều to tát chưa làm được, việc nhỏ hết lòng cũng quý thay. Gặp gỡ trong đời một chữ duyên, trân trọng bên nhau phúc hiền tiền. Người đến ân cần cho hết dạ, người về thôi vướng bận niềm riêng.
Hãy sống sao không thẹn với lòng, dẫu người cô phụ bước sang sông. Dù hoa kia chẳng vì ta nở, chờ mong chi suối chảy ngược dòng. Hãy sống cho trọn vẹn kiếp người, vui buồn thành bại cũng qua thôi. Xuân xôn xao lá chờ thu rụng, sống để thương cùng, sống thảnh thơi. Mọi sự trên đời đều có nhân duyên của nó. Nếu ta không gieo nhân thì hôm nay đâu có quả. Bạn thử nghĩ xem, nếu hôm nay người ta mang đau khổ cho bạn, bạn lại trả thù người ta bằng cách làm người ta đau khổ lại. Như vậy, đau khổ chồng lên khổ đau thì đời đời kiếp kiếp khổ đau cứ theo ta hoài, không bao giờ chấm dứt. Để hóa giải nghiệp quá khứ, chúng ta phải huân tập tâm từ bi thật miên mật mới có được kết quả tốt. Trong phim Tây Du Ký có đoạn Hồng Hài Nhi phun lửa, nước thế gian không thể dập được, phải nhờ tới nước cam lộ của Bồ Tát. Lửa của Hồng Hài Nhi thể hiện lòng sân, lòng thù hận của con người thế gian. Nước cam lộ của Bồ Tát thể hiện lòng từ bi của chư Thánh, chư Phật, chư Bồ Tát. Có một câu chuyện về chú lừa như thế này. Có một chú lừa đang chạy chơi tung tăng rất vui vẻ. Bỗng nhiên chú bị sa vào một cái hố. Cái hố rất sâu, chú kêu la lên để cầu cứu. Người chủ của chú và những người dân làng chạy đến cái hố. Họ tìm cách để đưa chú lên nhưng không thể nào được. Cái hố đó quá sâu. Cuối cùng họ lấy đá ném xuống cái hố để chôn sống chú lừa, vì họ không muốn thấy người chủ của chú đau khổ. Khi nghe tiếng kêu gào cầu cứu của chú lừa, chú lừa đau khổ nhìn người chủ của mình và những người dân làng với ánh mắt tuyệt vọng, như muốn hỏi tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Chú kêu gào trong sự thất vọng và cay đắng. Thế rồi chú nhìn những viên đá đang rơi xuống và chợt lóe lên một tia hy vọng. Chú nghĩ tại sao mình không bước lên những viên đá kia để leo lên khỏi cái hố nhỉ. Thế là chú bắt đầu từng bước dẫm lên những viên đá. Và cuối cùng chú đã lên khỏi cái hố sâu đó trong sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người xung quanh. Bài học qua câu chuyện trên là những viên đá ném xuống với mục đích để giết hại chú lừa, đó lại chính là những cơ hội để giúp chú lừa thoát thân. Chúng ta cũng vậy. Những người mang đến nghịch cảnh cho ta là họ đang giúp ta vươn lên. Họ tạo cho ta một cơ hội để trả nghiệp quá khứ mà ta đã từng gây tạo. Và đó cũng là cơ hội cho ta để thực hành tâm từ bi. Khi nghịch cảnh đến mà ta vẫn giữ được sự im lặng trong tình thương yêu, thì ngay lúc đó trong ta đang phát ra một năng lực vô hình, đó chính là đạo hạnh. Sức mạnh của lòng từ bi, đạo hạnh sẽ theo ta đến vô lượng kiếp về sau. Và đó cũng là bàn đạp cho ta tăng tiến trên con đường tu hành theo chánh pháp. Hoa sen chỉ tỏa hương sắc nơi bùn xịn, đức hạnh của con người cũng nên được huân tập trong nghịch cảnh mà thành. Xin tâm con thương hết cả những người ghét con, thậm chí đã đưa con vào khốn cùng đau khổ. Xin vượt qua thù hận để mãi mãi về sau, oan trái chẳng theo nhau, lòng an vui thanh thản. Trong đời, dù là người lương thiện, tốt bụng hay giàu sang, thì ai cũng phải đối diện với những nghịch cảnh, những sự việc hoàn toàn trái ngược với ý muốn của mình. Nhưng đó là điều rất đỗi bình thường, mà có khi sau này ngẫm nghĩ lại, chúng ta sẽ phải cảm ơn nghịch cảnh. Trong quyển Những Bước Thăng Trầm, Ngài Narada có nói một câu: dù chúng ta có sống một đời sống trong sạch như một vị Phật, nhưng chúng ta không thể tránh được sự thị phi và nguyền rủa. Trái ý nghịch lòng là những điều luôn diễn ra trong cuộc đời này. Và khi đối diện trước những vấn đề ngoài ý muốn, chúng ta
thường hay buồn phiền, chán nản, bỏ cuộc hay sân hận, than trách số phận, ông trời bất công bạc bẽo. Tuy nhiên, mọi thứ trong cuộc đời này đều không vận hành theo ý nghĩ của chúng ta. Chúng có quy luật riêng và có lý do để đến. Một người có cách nhìn cởi mở và tích cực sẽ thấy dễ chịu, thoải mái hơn, xem đó là động lực mình chinh phục và bước gần hơn đến mục tiêu của mình. Như một công thức chung, đa phần những người dám đương đầu và vượt qua nghịch cảnh là những người thành công, bởi nghịch cảnh sẽ giúp con người đó trưởng thành mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tuy rằng không ai mong cầu nghịch cảnh xảy ra với mình, nhưng nghịch cảnh lại là bước đệm cho sự thay đổi một điều gì đó bên trong con người hay cuộc sống của họ. Cũng như khi cơn lũ đi qua sẽ để lại một khối lượng lớn phù sa để cây cối được phát triển tốt hơn. Chúng ta thấy những vật quý giá không bao giờ xuất hiện ở giữa đường, mà chúng thường ở trong rừng sâu, núi thẳm. Ngày xưa, để có được những viên ngọc trai, người ta phải lặn sâu xuống dưới đại dương để tìm những con trai có hạt cát rơi vào trong vỏ. Khó khăn muôn trùng và xác suất để có được những viên ngọc trai là không cao, nhưng họ có thể phải đánh đổi cả tính mạng. Hay trong những bộ phim cổ trang mà chúng ta đã từng được xem, những bí kíp võ lâm, những vật quý hiếm thường được cất giấu ở những nơi hiểm trở, khó tìm thấy. Vì sao? Bởi tạo hóa hay con người luôn muốn những thứ đó chỉ xứng đáng được sở hữu từ những con người có nghị lực phi thường. Còn những thứ tầm thường, quá dễ dàng có được thì làm sao có giá trị cao. Cho nên, những nơi khó khăn gây cho ta nhiều cản trở, đó lại là những nơi có những cái gì đó đặc biệt. Nhiều người thắc mắc rằng, vì sao Đức Phật lại sinh ra ở đất nước nghèo nàn như Ấn Độ, mà lại không sinh ra ở một nơi giàu có, sung sướng? Cũng như anh hùng chỉ xuất hiện khi thời thế loạn lạc. Không có loạn lạc thì không có một trang anh hùng nào, vì nếu có thì xã hội cũng không ai cần đến. Cho nên một bậc vĩ nhân như Đức Phật chỉ có thể có mặt ở nơi mà con người đang rơi vào tận cùng của sự khổ đau, nhiều oan trái, để giải quyết đau khổ ấy. Cho nên trong kinh đề cập là Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời trong bối cảnh con người phải đến giai đoạn khổ đau cùng cực, cần có một người nào đó để thay đổi. Vì thế, sự cùng cực của khổ đau, cùng cực của một cái gì đó là lý do để bắt đầu thay đổi, và nó lại là cơ hội cho tất cả chúng ta. Vậy tại sao Thiên Chúa lại được sinh ra ở trong một chiếc máng cỏ? Ngài ngự ở đó, đúng ra nằm trên đó với nấm rơm và cỏ khô. Ngài nằm đó để chia sẻ thân phận nghèo nàn của con người. Ngài nằm đó để những con người nghèo nàn như các mục đồng, những người thiện tâm như ba vua đến được với Ngài, nhìn Ngài và bồng ẩm Ngài trên tay. Chiếc máng cỏ thật âm thầm, đơn sơ, nghèo nàn, nhưng cũng chính vì cảnh nghèo của Chúa và mẹ Maria đã đem lại cho chiếc máng cỏ có cơ hội được bồng ẩm, được mang lấy Thiên Chúa mặc xác phàm. Cái nghèo của gia đình thánh gia phải chăng cũng chính là hình ảnh của phần đông nhân loại lúc đó? Ngay trong thời đại chúng ta, con số những người nghèo vẫn còn là một con số lớn, số đông, số nhiều. Như vậy, việc Chúa sinh ra làm người chính là để tìm gặp những người nghèo khó. Nghèo khó vật chất cũng như nghèo khó trong tâm hồn. Điều này đã được nói đến khi Chúa Giê-xu bắt đầu rao truyền sứ mạng cứu thế của Ngài. Ngài đã mở lời chúc phúc ngay cho những người nghèo và gọi cái nghèo là lý do để chiếm hữu được nước trời. Quay trở lại câu chuyện về sự ra đời của Đức Phật, Tổ Huệ Năng cũng đã từng nói là Phật Pháp bất ly thế gian giác là như thế. Tức là sự giác ngộ được không phải rời thế gian này,
Đó là lý do mà muốn đạt đến mục đích giác ngộ, Đức Phật đã phải thị hiện ở cõi Ta Bà và đánh đổi cả sinh mạng của mình khi phải chịu đựng rất nhiều gian khổ. Và đặc biệt nhất là Ngài đã từng tu khổ hạnh nơi rừng già đầy hiểm nguy. Không chỉ có Đức Phật mà hầu như những người thành công đều phải đối diện trước nghịch cảnh và vượt qua được nó. Có lẽ bản lĩnh và ý chí là sự khác biệt rõ rệt giữa người thành công và người thất bại. Người càng chùng bước trước những khó khăn thì sẽ càng trở nên yếu đuối. Đức Phật từng nói trong các kinh là vô ma khảo bất thành đại đạo, tức là không có những chướng duyên nghịch cảnh thì không thể nào thành đạo lớn. Sự khó khăn gian khổ luôn luôn lúc nào cũng có một cái gì đó để nó tạo cho ta một cơ hội để mình tự hào với những thành quả của mình và trưởng thành lên từ đó. Vì vậy, người xưa cho chúng ta một câu: cảnh khó là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng của người khôn khéo, nhưng là vực thẳm của người yếu đuối. Hãy luôn nhớ một câu thần chú: thử thách chỉ là thử lòng can đảm của chúng ta, chỉ chúng ta không thể nào chết với thử thách được. Vì tâm lý sợ hãi và tưởng tượng mức độ của thử thách mà chúng ta chùng bước với nó, để rồi chúng ta bị lùi lại phía sau. Đừng cho việc thất bại là sự nhục nhã. Trong cuộc đời mỗi người, mỗi cảnh và tất cả mọi người, không phải ai cũng giống nhau. Có người hoàn cảnh này, có người hoàn cảnh khác. Nhưng hãy dặn lòng, dù có thất bại, dù có vấp ngã, thì cũng phải cố gắng đứng lên làm lại cuộc đời như ông bà xưa từng dặn chúng ta. Thua keo này, bày keo khác, ngày mai dù có ra sao nữa cũng chẳng sao. Với bất kỳ việc gì, hãy nghĩ đến những hoàn cảnh khó khăn nhất, tận cùng nhất để đưa ra giải pháp xử lý. Để nếu nó thật sự xảy ra, chúng ta sẽ bình tĩnh và biết cách giải quyết hợp lý. Nhưng quan điểm nhiều người lại cho rằng nghĩ đến cái xui thì sẽ xui, nên khi sự việc không hay xảy đến, họ dễ bị sốc, bất ngờ và phản ứng theo bản năng. Sở dĩ những người lớn tuổi họ thường vững chãi hơn tuổi trẻ là vì họ đã trải qua quá nhiều nghịch cảnh, được tôi luyện nhiều nên hình thành nên kinh nghiệm, và vì vậy trong cuộc đời họ lại được vững vàng hơn. Cho nên khi gặp những điều làm trái ý nghịch lòng, những thử thách, chúng ta hãy biến đau thương thành động lực để có những suy nghĩ tích cực rằng một điều đau khổ đến, chúng ta có khổ đau, nó cũng không thay đổi được gì. Nhưng mà đôi khi chúng ta tỉnh táo lạc quan, vững chãi để đối diện thì lại cải thiện được một vấn đề rất là tốt. Cũng như đường đại diện cho thuận cảnh, ớt đại diện cho nghịch cảnh. Trong một món ăn, không phải đường là ngon và cay là dở. Vị ngọt và vị cay đều có những giá trị riêng của nó. Nên những cảnh trái ý nghịch lòng không hẳn sẽ nhấn chìm cuộc đời của chúng ta, mà nó sẽ làm cho con người của chúng ta bớt kiêu ngạo và háo thắng đi, sẽ nhìn nhận lại một vấn đề tốt hơn và hoàn thiện bản thân mình hơn. Chẳng hạn như một người sống khỏe mạnh hoài, họ sẽ chủ quan về sức khỏe, ăn uống không điều độ. Nhưng khi một cơn bệnh xảy đến, họ sẽ bừng tỉnh lại và chăm sóc cơ thể mình tốt hơn. Hay như những người giàu có, họ ít khi làm từ thiện và thường cho rằng việc đi chùa, tu học là một điều gì đó mê tín, thiếu thực tế. Nhưng khi rơi vào cảnh khổ đau, bần cùng, họ lại tích cực làm thiện, đến chùa để mong muốn cải thiện lại cuộc sống của mình. Tóm lại, khi rơi vào những điều bất như ý hay bị sự ngăn cản của người khác, người học Phật cần phải nhìn nhận thẳng vào vấn đề, tìm cơ hội trong nghịch cảnh để làm chủ tình huống và biết cách xoay chuyển tình thế. Cho nên, khi nhìn nhận lại những thành quả mà mình đã đạt được, nhiều người lại thầm cảm ơn nghịch cảnh. Vì nhờ đó, chúng ta mới thức tỉnh, mới biết vùng dậy mà thay đổi bản thân mình phù hợp với hoàn cảnh xã hội hơn. Có một câu chuyện như thế này.
những nông dân ở miền Nam Alabama đã quen trồng chỉ mỗi một thứ là cây bông dùng để xe chỉ, dệt vải. Một năm kia, những con sâu bọ đã tàn phá cả vùng. Năm sau nữa, những người nông dân đem nhà cửa của họ đi cầm cố để có tiền và lại tiếp tục trồng cây bông, hy vọng vào một kỳ gặt hái tốt đẹp. Thế nhưng, khi những cây bông bắt đầu mọc, những con sâu bọ đó lại đến và phá sạch hầu hết các cánh đồng. Một số ít những người sống sót qua hai năm đó đã quyết định trồng thử một thứ mà trước đây họ chưa bao giờ trồng, đó là cây lạc, tức là đậu phộng. Và kết quả là cây lạc của họ nhanh chóng được thị trường ưa chuộng, đến nỗi lợi tức của năm đó đủ để họ trả hết nợ của hai năm trước. Kể từ đó, họ trồng cây lạc và rất phát đạt. Và rồi bạn biết những người nông dân đó làm gì không? Họ trích một phần trong tài sản của mình để dựng một đài kỷ niệm ngay giữa trung tâm thành phố để ghi công những con sâu bọ. Bởi nếu không vì những con sâu bọ đó thì họ sẽ không bao giờ khám phá ra cây lạc. Họ sẽ mãi mãi đủ ăn với nghề trồng cây bông từ thế hệ này qua thế hệ khác. Cắt đứt ham muốn. Khi có người bảo bạn buông bỏ ham muốn, bạn cảm thấy như thể người ta bảo bạn hy sinh hạnh phúc của mình. Từ bỏ ham muốn rồi thì sẽ không còn hạnh phúc, sẽ mất hết. Chỉ còn mỗi cái thân này thôi. Ham muốn của bạn bị tước đoạt. Người ta cướp mất hạnh phúc của bạn, bạn chẳng còn gì cả, bị mất sạch. Giống như quả bóng bị xẹp. Bạn cảm thấy như thể không còn quả tim trong cơ thể nữa, như thể cuộc đời bị cướp mất. Sở dĩ có suy nghĩ như vậy bởi vì bạn đã không nhận biết được những nhược điểm của ham muốn. Bạn đã không nhận ra rằng bản chất của ham muốn là đau khổ. Chính ham muốn tự nó là một tâm không lành mạnh, gây đau khổ. Vì ham muốn, tâm tạo ra ảo tưởng và bạn không khả năng thấy được rằng có một thứ hạnh phúc khác, một hạnh phúc chân thật. Ví dụ, khi ham muốn có một cái gì, muốn hưởng thụ nó, bạn liền gán cho kinh nghiệm này cái tên sung sướng. Nó xuất hiện trước bạn như là sự sung sướng, nhưng thật ra nó chỉ là sự đau khổ. Khi bạn tiếp tục hành động đó, chẳng hạn như ăn thức ăn, thì sự sung sướng của bạn không tăng mà chỉ giảm. Và khi bao tử bị đầy, thì sự sung sướng của bạn bây giờ trở thành khổ khổ. Trước khi bản chất khổ của hành động được thấy rõ, nó trông như là sung sướng. Nhưng khi nó được thấy rõ, nó trở thành khổ khổ. Khi khổ chưa được thấy rõ, thì cảm giác được gán cho cái tên sự vui sướng và có mặt như là sự vui sướng. Nhưng khi bạn tiếp tục hành động, thì cảm giác đó từng bước trở thành khổ. Sự bình an bạn kinh nghiệm được khi từ bỏ ham muốn sẽ dẫn dắt bạn tới Niết Bàn, một trạng thái vô ưu. Sự bình an vắng bặt ham muốn này sẽ cho phép bạn phát triển trọn vẹn để trở nên giác ngộ. Bạn có thể kinh nghiệm được sự bình an này mãi mãi. Ngay từ thời điểm đầu tiên mà bạn tự thoát khỏi suy nghĩ bác phong, khỏi ham muốn, bạn sẽ bắt đầu phát triển sự bình an này trong dòng tương tục tâm thức của bạn và cuối cùng bạn sẽ có được nó vĩnh viễn. Nếu bạn cảm thấy rằng hy sinh ham muốn đồng nghĩa với hy sinh hạnh phúc và bạn chẳng còn gì cả, thì bạn hãy nhớ rằng toàn bộ các vấn đề đều phát xuất từ ham muốn và những suy nghĩ bác phong. Một khi không biết được bản chất của nó là khổ, bạn không thể thấy được rằng có một thứ hạnh phúc tốt hơn. Bạn không thể thấy được rằng khi bỏ đi những suy nghĩ bác phong, khi giải thoát tâm bạn khỏi ham muốn, thì sẽ có một sự bình an đích thực, một hạnh phúc chân thật. Hạnh phúc này không lệ thuộc vào bất cứ trần cảnh nào, đối tượng của các giác quan, vì nó được phát triển bên trong tâm của bạn. Với tâm của bạn, bạn có thể phát triển sự bình an này. Ví dụ, bạn có bệnh ngứa ở da
bạn gãi cho đã ngứa đến nỗi làm trầy da của bạn. Như vậy, thà đừng có ngứa sẽ tốt hơn là bị ngứa, rồi gãi cho đã ngứa. Có phải đừng có bệnh ngứa thì tốt hơn không? Có ham muốn cũng giống như có bệnh ngứa. Nếu không có ham muốn thì sẽ không có nhân cho mọi vấn đề nổi lên từ ham muốn. Sẽ không có những thay đổi tiếp tục. Nếu chúng ta đừng có thân xác này cùng với cõi luân hồi này, được tạo nên bởi vọng niệm với nghiệp, và bị ô nhiễm bởi hạt giống của vọng niệm, thì chúng ta không phải kinh qua nóng và lạnh, đói và khát, và tất cả những vấn đề khác nữa. Và chúng ta đã chẳng phải lo âu về sự sống còn và bỏ ra nhiều tiền bạc cùng với thời gian để chăm sóc thân này. Chúng ta bận rộn quá nhiều để gìn giữ thân này cho tốt. Chúng ta làm nhiều việc để làm đẹp thân này từ đầu tóc cho đến các ngón chân, mất rất nhiều thời gian của đời người quý báu để chăm lo thân này. Tuy nhiên, khi bị đau nặng, ngay cả thuốc men chưa chắc đã trị hết bệnh. Cho nên, có phải tốt hơn nếu không có thân này, không có kiếp luân hồi này? Và nếu như vậy, bạn không phải chịu đựng tất cả những vấn đề nêu trên. Nếu không có ham muốn, thì sẽ có sự bình an rất nhiều trong tâm. Một sự bình an có thể được phát triển và được viên mãn. Bình an này được xác lập cố định, nhưng tìm kiếm sự vui thích ở cõi luân hồi luôn lệ thuộc vào ham muốn ngoại cảnh là chuyện không có kết cục. Dù bạn làm với nỗ lực bao nhiêu đi nữa để cố đạt mục tiêu, thì cũng không có chỗ dừng. Giống như sóng biển, cái này tiếp nối cái kia, công việc đó không bao giờ ngừng. Trước hết, hạnh phúc tạm thời lệ thuộc vào ngoại cảnh thì có bản chất đau khổ. Thứ hai, dù bạn làm gì đi nữa, cũng không có cách nào để kết thúc việc tìm kiếm hạnh phúc tạm thời đó. Càng ít ham muốn, càng ít đau khổ. Như Ngài Long Thọ giải thích trong đoạn kệ mà Ngài Rontompa thường trì tụng. Được tức lợi, mất thiệt hại, khen chê sướng khổ vinh nhục. Bát phong này không phải là đối tượng của tâm tôi. Đối với tôi, tất cả chúng nó đều như nhau. Rất dễ hiểu được vấn đề sẽ như thế nào khi mất, khi khổ, khi bị chê, khi bị nhục. Những điều này thường dễ được nhận biết là những vấn đề. Nhưng bạn không thể nhận ra được rằng bốn trong bát phong là được, sướng, khen, vinh là những vấn đề. Tuy nhiên, chúng y như nhau và đều là những vấn đề là bát phong. Nhưng đối tượng, tự bản thân nó không phải thành vấn đề. Được giàu sang không phải là vấn đề. Nên điều gì là vấn đề? Vấn đề là tâm tham, cố được giàu sang, đó mới là vấn đề. Có được một người bạn không phải là vấn đề. Chính tâm muốn có bạn khiến cho nhu cầu có bạn thành ra vấn đề. Ham muốn khiến cho bốn mối quan tâm thế tục, tức tứ phong, lợi tức được, sống sung sướng tức sướng, lời nói ưa thích tức khen, sự ca ngợi tức vinh trở thành vấn đề. Nếu không ham muốn, không quan tâm đến thế tục, thì có hay không có những đối tượng này sẽ không trở thành vấn đề. Vào một đêm bạn đang ngủ thoải mái, thì một con muỗi chích bạn làm quấy nhiễu giấc ngủ của bạn. Nếu bạn bị bát phong tác động, nếu bạn có sự ham muốn mãnh liệt với sự tiện nghi thoải mái, thì bạn sẽ rất bực tức khi bị con muỗi chích. Chỉ là việc bị con muỗi chích chẳng có gì nguy hiểm, chẳng có thể gây nên bệnh nghiêm trọng. Con muỗi chích lấy một chút xíu máu từ thân của bạn, nhưng bạn bị sốc khi thấy thân con muỗi căng phồng với máu của bạn. Bạn tức giận con muỗi và bực mình suốt đêm. Ngày hôm sau, bạn than phiền về con muỗi cả ngày. Đêm qua tôi chẳng ngủ được tí nào cả. Mất ngủ một đêm, thậm chí chỉ có vài giờ, mà như thể mất một viên ngọc quý. Bạn bực mình y như một người bị mất triệu đô la. Đối với một số người, một vấn đề nhỏ như vậy trở nên to tát. Có những người quá ham muốn được khen và được người khác kính nể mình.
nếu bạn làm lơ không để ý tới họ. Nếu khi qua mặt họ mà bạn hỉnh mũi lên hay nói lời khiếm nhã với họ, thì họ cảm thấy bị tổn thương nhiều. Hay nếu bạn tặng họ một món quà với cung cách không kính trọng, dù vô tình hay cố ý, cũng làm họ khó chịu. Với những người như vậy, với quá nhiều ham muốn, quá nhiều dính mắc, thì dù là một va chạm, một xúc phạm nhỏ cũng trở thành vấn đề lớn, giống như một mũi tên bắn vào tim họ. Bất thình lình, cơn giận nổi lên mãnh liệt, mình mẩy trở nên căng thẳng. Trước đó, gương mặt thoải mái, bình thản, bây giờ trở nên đáng kinh sợ. Mặt trương phồng, da căng, tai và mũi nổi đỏ, các mạch máu gồ lên trên trán. Bất ngờ, họ có thái độ thô lỗ, bực tức. Càng muốn người khác khen hay nể mình thì càng thấy khó chịu tức tối khi không được như ý. Các đối tượng ham muốn khác cũng giống như vậy. Ham muốn sở hữu, tiện nghi, sung sướng, nghe lời ngọt ngào, được ca ngợi vân vân, càng lớn thì nỗi đau cũng lớn theo khi không được toại nguyện. Bạn mong muốn bạn bè sẽ luôn hòa nhã, tử tế, luôn tôn trọng và chiều theo ý muốn của mình. Nhưng vào một ngày, họ bất ngờ làm bạn bị tổn thương. Dù chuyện không đáng, cũng khiến bạn bị đau trong lòng, không thể chịu đựng được. Tất cả phiền não này đều liên quan đến bát phong, đều do bạn quá ham muốn việc này, việc nọ. Với bốn điều ưa thích mà bạn thấy không dính mắc, thì bạn sẽ thấy không thành vấn đề khi gặp phải bốn điều không ưa thích. Càng ít ham muốn thì càng ít đau khổ. Nếu bạn cắt đứt được sự ham muốn bám chặt cuộc sống này, thì bạn sẽ không thấy bị tổn thương khi bị phê bình hay khi không được lợi, bởi vì bạn không còn mong đợi nhận được lời khen hay mong được lợi nữa. Và cũng y như vậy, khi không mong đợi bạn bè luôn tốt với mình, mỉm cười với mình, giúp đỡ mình khi cần, thì sẽ không thấy bị tổn thương khi bạn bè thay đổi thái độ, làm trái ý mình. Sẽ không có sự đau khổ trong lòng, tâm được thanh thản và an lạc. Bằng cách cắt đứt ham muốn bám chặt bốn điều ưa thích, bạn sẽ thấy không thành vấn đề khi bốn điều không ưa thích xảy đến. Chúng không gây tổn thương cho bạn, không thể quấy nhiễu tâm bạn. Nghĩ ngợi đến bát phong sẽ khiến bạn bám chặt bốn điều ưa thích với cuộc sống này. Không có suy nghĩ đó thì sẽ có sự thanh thản và an lạc rất nhiều trong tâm. Và khi gặp bốn điều không ưa thích, bạn sẽ không bị phiền muộn. Sẽ chẳng thấy hãnh diện nếu có ai ca tụng bạn. Và lời chê bai cũng không làm tâm dao động. Có sự ổn định trong cuộc sống và sự an lành trong tâm. Không có sự bất ổn, thăng trầm. Đây là cách san bằng bát phong. Bằng cách nào giữ tâm bình an khi có vấn đề xảy ra? Làm sao bảo vệ tâm để cho bốn điều không ưa thích sẽ không gây phiền muộn? Bằng cách nhận ra rằng vấn đề chính là sự dính mắc bám chặt vào bốn điều ưa thích. Bạn phải nhận ra được các nhược điểm của bốn điều ưa thích và buông bỏ sự dính mắc, sự bám chặt vào chúng. Đây là tâm lý cơ bản. Nếu bạn sử dụng phương pháp này thì các điều không ưa thích không làm tâm dao động. Geshe Chen Ngawa san bằng bát phong bằng cách trì tụng đoạn kệ như sau. Vui sướng khi sống sung túc, khổ sở khi sống khó khăn. Tất cả những hoạt động để được vui sướng là thuốc độc, cần được loại bỏ. Đạo đức và phi đạo đức là trách nhiệm của riêng tâm. Hãy dứt bỏ các động cơ phi đạo đức và cả những động cơ mà nó không phải đạo đức, cũng không phải phi đạo đức. Câu sau của đoạn kệ này đề cập đến các hành động của thân và khẩu với những động cơ không xác định được. Chúng được gọi là những hành động không tiên liệu. Phương pháp tốt nhất để luyện tâm là mong đợi bốn điều không ưa thích thay vì bốn điều ưa thích. Hãy mong bị phê bình, bị chê bai và mong bị khinh rẻ bất kính. Phương pháp tu tập buông bỏ này, cắt đứt ham muốn, là một phương pháp tâm lý tốt nhất. Đã được luyện tâm, mong những điều không ưa thích
và khi nó xảy ra cụ thể thì nó sẽ không là cú sốc cho chúng ta. Nó không gây thương tổn bởi vì chúng ta đang mong muốn nó. Trước khi biết Phật Pháp, trước khi tu tập thiền định, bạn coi việc sống thiếu thốn, nói những lời không ưa thích, việc bị phê bình và việc bị thiệt hại, tức bốn điều không ưa, là những vấn đề khốn khổ, bất hạnh. Giờ đây, nếu bạn khảo sát cho kỹ bản chất của tâm khi ham muốn được lợi, muốn sướng, muốn được khen, được ca ngợi, tức bốn điều ưa thích, bạn sẽ thấy chẳng có gì là vui sướng, bạn sẽ thấy cũng đau khổ. Đó không phải sự sung sướng mà bạn đang nghĩ tới trước khi biết về Pháp. Không phải sự bình an mà là sự đau khổ, phiền muộn. Cái tâm bám dính khi ham muốn sẽ bị vướng kẹt vào đối tượng mà bạn muốn có. Khi bạn nghe lời Tân Bốc, anh thật thông minh, anh nói rất hay, anh am hiểu Pháp tường tận, tâm bạn lúc này bị vướng kẹt vào sự ca tụng và không còn được tự do. Giống như thân bị dây xích siết chặt, lúc này tâm bạn bị siết chặt bởi ham muốn. Tâm bị cột, bị khống chế, bị xích bởi lòng tham, tham được khen. Tâm giống như keo dán chặt vào đối tượng, hay như con bướm thiêu thân bay vào ngọn đèn cầy. Toàn bộ thân con bướm, cánh, chân chìm hoàn toàn vào trong sáp đèn cầy. Thân và chân của con bướm rất mong manh, không dễ gì gỡ ra được khỏi sáp. Hay như con ruồi dính vào mạng nhện, chân cẳng bị quấn chặt bởi mạng nhện và rất khó gỡ được ra. Hay như con kiến ở trong mật ong, lòng tham chính là tâm mà nó đang bị kẹt dính vào đối tượng. Ham muốn là nguồn gốc của mọi vấn đề. Như Lama Tsongkhapa nêu ra trong lời bình quan trọng về con đường đạo từng bước đến giác ngộ như sau. Chúng ta theo đuổi ham muốn với hy vọng được thỏa mãn, nhưng theo đuổi ham muốn chỉ đưa tới bất mãn. Thật ra, quả của việc theo đuổi ham muốn chỉ là sự bất mãn. Bạn cố theo đuổi mãi, nhưng vẫn chỉ là bất mãn. Theo đuổi ham muốn, nhưng rồi không tìm thấy sự mãn nguyện. Đó là vấn đề then chốt của cõi luân hồi. Bị bệnh ung thư hay bệnh sida chẳng hạn, cũng không phải là vấn đề lớn. Nếu so sánh với vấn đề theo đuổi ham muốn và không thấy mãn nguyện, thì bệnh ung thư hay sida chẳng thấm vào đâu. Các bệnh nan y này không kéo dài từ kiếp này sang kiếp khác. Nếu bạn không làm gì để giải quyết vấn đề ham muốn ngay trong đời này, khi bạn có được thân người hoàn chỉnh, thì vấn đề đó sẽ nối tiếp từ đời này sang đời khác. Việc theo đuổi ham muốn sẽ luôn cột chặt bạn trong luân hồi, và bạn phải chịu đựng đau khổ không ngừng trong sáu cõi, tái diễn hoài không dứt. Tiếp tục theo đuổi ham muốn thì sẽ không có được sự mãn nguyện thật sự, không có bình an thật sự. Theo đuổi ham muốn chỉ đưa đến bất mãn và sẽ chịu đựng đau khổ liên tục ở một trong sáu cõi luân hồi. Chính sự suy nghĩ bát phong sẽ không ngừng mang bệnh tật đến đe dọa chúng ta rất nhiều, kiếp này sang kiếp khác. Nó luôn mang lại các vấn đề nghiêm trọng mà con người phải chịu đựng. Nó tái tạo nghiệp để rồi chúng ta phải liên tục kinh qua các vấn đề đó. Suy nghĩ đến bát phong, ham muốn bám chặt cuộc đời này chính là bệnh nghiêm trọng nhất. So sánh với bát phong, các vấn đề khác như bệnh tật chẳng thấm vào đâu. Nếu không nghĩ đến bát phong, chúng đang cột bạn vào luân hồi, thì ngay cả khi nếu bạn bị giết, việc này chẳng qua là bạn thay một thân khác. Tâm thức bạn đến với một thân người hoàn chỉnh khác hay đi vào cõi tịnh độ. Như vậy, việc bạn bị giết đích thị là một điều kiện để thay một thân khác. Nhưng nếu bạn nghĩ đến bát phong và không tu tập Pháp, thì dù không bị ai giết và sống được 100 tuổi, bạn chẳng qua là liên tục sử dụng thân người hoàn chỉnh để tạo nhân cho việc tái sinh vào các cõi thấp. Bạn sử dụng kiếp làm người may mắn này để tạo nhân cho những kiếp sau không may mắn. Và lúc đó, bạn sẽ không có cơ hội tu tập Pháp. Càng sống lâu, càng tạo nhiều nghiệp xấu. Điều này khiến cho bạn tiếp tục đi vào cõi thấp
và chịu đựng nhiều khổ đau. Do vậy, sự suy nghĩ đến bác phong gây nguy hại hơn nhiều so với kẻ thù giết bạn. Lời dạy của Ngài Lama Tsongkhapa về việc theo đuổi ham muốn được tiếp tục như sau. Ham muốn mang đến nhiều vấn đề khác nữa. Vì theo đuổi ham muốn, tâm bị nhiễu loạn, bất an. Hàng trăm vấn đề đến từ sự bất mãn. Chẳng hạn, khi có ham muốn mãnh liệt, rất dễ dàng nổi giận. Càng bám chặt vào ham muốn, cơn giận nổi lên càng mạnh. Nếu không bám chặt nhiều, bạn sẽ không khó chịu khi có ai đó quấy rầy bạn. Có thể bạn vẫn bị phiền muộn nhưng ít hơn. Giận dữ, ganh tị và những thứ khác nữa nổi lên đều có liên quan đến sự bám chặt vào ham muốn. Vì bám chặt nên các suy nghĩ bất thiện này nổi lên. Khi có bất kỳ suy nghĩ bất thiện nào nổi lên, bạn sẽ tạo ra nghiệp bất thiện, nhân của đọa xứ. Khi tâm bạn tràn ngập ham muốn, hoàn toàn bị che lấp bởi ham muốn, bạn không thể thiền định. Ngay cả nếu bạn có một ý tưởng nào đó về tánh không, bạn sẽ rất khó cảm nhận được nó. Có những lúc khi tâm bạn tĩnh lặng và bình an, bạn có thể có một cảm nhận nào đó về tánh không. Nhưng khi tâm bạn bị loạn động, nghĩa là một đám sương mù của ham muốn che mờ mọi sự, thì bạn không thể nào thiền định tánh không. Bạn cũng không thể phát hiện được những nhược điểm của ham muốn. Khi ham muốn mãnh liệt về một đối tượng, bạn trở nên rất khổ sở nếu không có được nó. Bạn không thoải mái, thân sẽ không thư giãn bởi vì tâm không thư giãn. Mặc dù không phải làm việc nặng nhọc, nhưng vì có ham muốn nên tâm không thoải mái. Do vậy, thân cũng không thoải mái. Có rất nhiều thí dụ về nhược điểm của ham muốn. Hãy lấy ví dụ về những người nghiện rượu, những người nghiện ma túy. Họ sống rất khổ sở, không tự kiềm chế, đến nỗi họ không thể làm gì được. Họ còn hủy hoại trí nhớ, mất tỉnh táo. Bệnh tật đến từ những suy nghĩ tồi tệ của bác phong, từ sự bất mãn vì muốn mà không được. Sự bất mãn này tạo nên những điều kiện của bệnh tật. Bạn có thể bị đau ốm nhiều năm, tiêu tốn rất nhiều tiền mà lẽ ra không đáng phải tiêu. Khi không thể kiếm tiền đàng hoàng thì phải ăn cắp, tâm bị rối loạn, thần kinh suy sụp, bạn bị điên. Rồi bạn lại phải tiêu tốn thời gian tiền bạc chữa bệnh tâm thần, thậm chí phải vào nhà thương. Và nguồn gốc của mọi thứ này là gì? Là một khoảnh khắc của ham muốn không kiềm chế được. Chính khoảnh khắc khi bạn đã không tự bảo vệ mình chống lại bát phong, khi bạn đã không tu tập pháp, khoảnh khắc đó mang đến nhiều vấn đề. Các vấn đề đó liên tục kéo dài nhiều năm, tốn nhiều tiền và khiến cho bạn gặp nhiều khó khăn phức tạp không cần thiết. Tất cả phiền muộn lo âu tốn kém này được phát sinh bởi suy nghĩ về bát phong. Nếu ngay từ ban đầu bạn giữ mình tránh khỏi bát phong, thì tất cả những vấn đề không muốn có và những tiêu tốn đó trong bao năm đã không xảy ra. Bạn cần phải đừng bao giờ kinh qua những sự việc đó. Rất rõ ràng, đây là nguồn gốc của bệnh SIDA. Nó đến khi một người bị bát phong kiềm chế. Khi gặp người bị SIDA truyền do tình dục, tôi hỏi họ về trạng thái tinh thần như thế nào khi họ bắt đầu có triệu chứng bị bệnh. Một số người trả lời rằng họ có ham muốn tình dục mãnh liệt. Trong suốt thời gian có trạng thái tinh thần phi đạo đức đó, họ bắt đầu bị sốt cao, toát mồ hôi và mệt lả từng ngày. Về cơ bản, tất cả bệnh tật, kể cả SIDA, ung thư đến từ suy nghĩ bác phong. Các vấn đề do giao tiếp trong cộng đồng cũng vậy. Nếu một người không cố gắng tự kiềm chế, thì các vấn đề phát sinh do giao tiếp bằng cách này hay cách khác có thể xảy ra liên tục. Cuộc sống sẽ như địa ngục. Trước khi tái sinh ở địa ngục thật, người đó phải chịu đựng địa ngục ở cõi người này. Có địa ngục ở khắp mười phương, bạn hoàn toàn cảm thấy như bị nhốt trong bẫy, bị ngộp thở, thậm chí bạn không thể thở. Khi ham muốn của bạn không được thỏa mãn, khi bạn không thể có được những gì bạn muốn, thì đó là lúc thần kinh suy sụp.
Cho dù bạn sống sung túc nhưng bạn không thỏa mãn và bạn lại tiếp tục hành động vì suy nghĩ bát phong. Do đã thành công trong quá khứ và một ngày nghiệp lực thành công của bạn cạn kiệt và mọi sự sụp đổ. Có người hôm qua rất giàu có, chẳng phải lo lắng tiền bạc. Bất ngờ hôm nay phải lo toan đến việc nhỏ nhất là không biết tiền đâu để nuôi gia đình. Ông ta không thể làm gì, không thể ăn ngủ được. Ngay cả khi một kẻ ăn cắp đã lấy trộm 1, 2, 3 lần chẳng hạn, nhưng sự thành công của ông ta không thể tiếp tục mãi được. Bạn cần phải tự kiềm chế ham muốn của mình. Bạn cần phải tìm thấy được một mức thỏa mãn nào đó. Nếu không dừng, nếu tiếp tục nữa, thì có ngày bạn sẽ thất bại. Bất luận sai lầm gì, nếu cứ tiếp tục tái diễn, chắc chắn ngày nào đó nó sẽ trở thành một vấn đề to lớn. Một nhược điểm khác nữa của ham muốn là cuối cùng sẽ đưa tới chỗ rất ư thất vọng. Tự giải thoát mình khỏi ham muốn là một sự bảo vệ chắc chắn nhất. Khi dứt bỏ ham muốn một đối tượng hay một người, lúc đó tất cả suy nghĩ bất thiện sẽ không nổi lên được và kết quả là bạn sẽ không tạo ra nghiệp xấu. Và nó cung cấp sự bảo vệ tốt ngoài sức tưởng tượng. Thông thường, vì đam mê một đối tượng đặc biệt, bạn tạo ra rất nhiều nghiệp bất thiện, liên hệ đến nhiều chúng sanh hữu tình khác. Dứt bỏ được đam mê đó, bạn sẽ ngăn chặn được nhân tái sinh vào các đọa xứ. Sự an lạc to lớn sẽ đến khi bạn giải thoát mình khỏi suy nghĩ về ham muốn. Hãy tập trung vào sự an lạc chân thật này, và bạn có thể kinh nghiệm được ngay lập tức bằng cách tự giải thoát mình khỏi ham muốn. Khi tập trung chú tâm vào sự an lạc này thì sẽ không có vấn đề nào xảy ra. Khi nỗ lực để có được hạnh phúc to lớn này, sự an lạc chân thật này, thì hạnh phúc tạm thời trở nên không hấp dẫn nữa. Và bạn sẽ từ bỏ nó dễ dàng, y như vứt giấy đã dùng ở trong phòng vệ sinh. Khi thấy biết được như vậy thì không gì đáng lo nếu bạn gặp phải chuyện không vừa ý. Cho nên như chúng ta thấy, dù có nhiều hay ít vấn đề đi nữa, thì chúng ta cũng phải thực hành pháp, không cách nào khác hơn. Và tu tập pháp có nghĩa là kiểm soát tâm, kiềm chế ham muốn. Không nói gì đến việc sống khổ hạnh theo sự tu tập pháp đích thực, nhưng ít nhất để có được sự bình an trong tâm và hạnh phúc đời này, cũng như ngăn cản những vấn đề tăng thêm, chúng ta cần kiểm soát ham muốn.